Thưa quý vị, là sau những ngày tăng giá liên tiếp, ngày hôm nay giá lợn hơi tại nhiều địa phương ở miền Trung có dấu hiệu chững lại. Trong khi đó thì hai miền Bắc và Nam thì giá vẫn tiếp tục có xu hướng tăng. Tại miền Bắc, thị trường lợn hơi ghi nhận mức khoảng 83.000 đồng đến 86.000 đồng một kg. Ninh Bình tăng 1.000 đồng một kg, đạt mốc 84.000 đồng một kg. Hà Nam và Thái Nguyên giao dịch nhỉnh hơn với 85.000 đồng một kg. Yên Bái, Lào Cai tăng 2.000 đồng một kg, lên ngưỡng 85.000 đồng một kg. Ở chiều ngược lại, tại Phú Thọ, giá lợn giảm còn 84.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá thu mua vẫn duy trì ở mức 81.000 đến 83.000 đồng một kg. Dẫn đầu khu vực là tỉnh Thanh Hóa với mức 84.000 đồng một kg. Tại miền Nam, An Giang và Cần Thơ, giá tăng 1.000 đồng một kg, lên ngưỡng 81 đến 82.000 đồng một kg. Bình Phước, Vĩnh Long và Bến Tre cũng đang thu mua với giá từ 82 đến 83.000 đồng một kg, tăng 2.000 đồng một kg. Thưa quý vị, hiện nay đang là thời điểm thu hoạch nghệ của bà con nông dân xã Chí Tân, huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên. Năm nay mặc dù sản lượng nghệ có giảm nhưng bù lại thì giá tăng cao gấp đôi, khiến cho người trồng rất phấn khởi. Do gặp nhiều bất lợi thời tiết như mưa lớn, nắng nóng kéo dài, năng suất nghệ ước đạt chỉ 8 đến 9 tạ một sào, giảm 1,5 lần so với mọi năm. Tuy nhiên, giá nghệ đang ở mức tương đối cao, loại đẹp có giá từ 8.000 đến 8.500 đồng một kg, loại 2 từ 5.000 đến 6.000 đồng một kg, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Dự báo giá nghệ có thể đạt đỉnh 15.000 đồng một kg trong thời gian tới. Sau khi trừ chi phí, người trồng nghệ có thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng một sào. Thưa quý vị, nghệ Chí Tân nổi tiếng được nhà nước bảo hộ thương hiệu. Vì thế, thương lái ở các tỉnh như là Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Nghệ An, Thanh Hóa rất ưa chuộng. Trước tình hình này, dự báo năm nay, nghệ thu hoạch đến đâu đều được thu mua đến đó. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về thị trường nghệ tại địa phương này, chúng tôi xin được kết nối với một đại diện của doanh nghiệp sản xuất chế biến nghệ lớn ở tỉnh Hưng Yên. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, thưa anh, năm nay giá nghệ tại địa phương tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước, và theo anh thì nguyên nhân là do đâu ạ? Hôm nay là do cái đợt tháng 4, tháng 5 âm lịch thì nó hơi lắng, cho nên là cái củ nghệ nó so với mọi năm mới là, ví dụ như năm ngoái được 1 cân rưỡi thì năm nay cũng được khoảng cân 2, cân 3, nó cũng kém hơn một chút so với mọi năm, thì còn chất lượng thì nó cũng như nhau. Nhưng năm nay thì giá nghệ được giá hơn 1-2 năm trước vì lý do là cái đầu ra nó ổn định và cái tiêu thụ cái sản lượng của một số doanh nghiệp, trong đó có Hoàng Minh Châu nền chúng tôi thì cũng ký được với đối tác nước ngoài, nó sản lượng nó ổn định và nó cái giá trị nó được lên. Hiện nay nghệ tại địa phương thường được cung ứng cho những thị trường nào là chủ yếu, và đầu ra hiện nay thì có ổn định hay không ạ? Đối với nghề tươi thì rất là các cái kênh chợ truyền thống, còn đối với các cái doanh nghiệp thu mua bao tiêu cho bà con ấy thì có các cái thị trường xuất khẩu. Theo tôi nghĩ một cách chủ quan thì chắc chắn là nó sẽ ổn định, vì lý do là đối với bạn là khách hàng của chúng tôi thì họ cũng là đánh giá rất là cao cái truyền thống, và hai là cái sản lượng thì ngày một tăng lên. Thế tôi nghĩ là một là cái giá nó sẽ cũng nâng lên theo, và hai là cái thị trường nó được ổn định hơn. Vâng, hoạt động liên kết bao tiêu đầu ra của doanh nghiệp với nông dân trồng nghệ hiện đang được thực hiện như thế nào để đảm bảo ổn định giá cho bà con nông dân ạ? Đối với Hoàng Minh Châu Hưng Yên chúng tôi thì cũng ký liên kết với một số hợp tác xã và bao tiêu cho bà con. Đấy, bây giờ cũng chuẩn bị mùa vụ rồi. Thường thì hợp tác xã thì cũng với các hộ liên trong hợp tác tổ hợp tác xã, rồi là các hộ liên kết thì họ cũng làm khá bài bản và cái quy làm theo một cái quy trình thì chúng tôi là đưa ra ngay từ đầu. Đấy, khi ký cam kết thì doanh nghiệp với hợp tác xã và hợp tác xã đối với ký với tổ hợp tác và ký với bà con nông dân ấy. Tôi thấy là đấy là một cái hướng đi rất là phải bền vững và công những thế mà cái chất lượng nó được ổn định. Thưa quý vị, các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng 13 đặt ra mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Và đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển thu nhập cao.
Vậy nền nông nghiệp sẽ ở đâu trong bức tranh màu sáng và đa dạng ấy? Sẽ giữ vai trò nào trong nền kinh tế? Hai câu hỏi tuy ngắn gọn nhưng thực sự phức tạp, đòi hỏi những giải pháp mang tính định hướng chiến lược, nhất là khi dù đã trở thành một quốc gia công nghiệp, nông nghiệp vẫn là khu vực vừa mang tính an sinh xã hội vừa là bệ đỡ khi mà nông dân, nông thôn chiếm tới 55% dân số. Và để cùng bàn luận về vấn đề này, phóng viên của VTC16 đã có một cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ năm 2015-2019. Ông là một trong những bí thư tỉnh ủy có những đóng góp trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Sơn La. Dù gặp nhiều khó khăn từ điều kiện tự nhiên cho tới tư duy sản xuất hay là yếu tố thị trường, song nông nghiệp Sơn La đã thể hiện sự bứt phá của mình. Xin chào ông, xin cảm ơn ông đã đồng ý tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Thưa ông, Đại hội Đảng 13 được coi là một cái dấu mốc quan trọng khi mà 10 năm nữa vào năm 2030 sẽ là 100 năm thành lập Đảng và sẽ là 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Đây được coi là một cái quá trình tiến trình phát triển quan trọng của đất nước. Thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của ngành nông nghiệp trong cái bức tranh phát triển tổng thể này ạ? Trong những năm gần đây, với cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì nông nghiệp của nước ta đã có bước phát triển vượt bậc và có nhiều mô hình rất là tốt và đã tham gia, có một số sản phẩm đã tham gia cái chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu có hiệu quả rất là cao. Do đó là sau cái Đại hội 13 lần này thì sẽ định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp đến năm 2030 đến năm 2040 thì tôi rất tin tưởng và hy vọng là nông nghiệp của Việt Nam chúng ta sẽ phát triển ở một cái tầm cao mới với những cái đột phá mới và tham gia cái chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ toàn cầu có hiệu quả hơn, không kém gì các nước đang phát triển hiện nay. Một thực tế cho thấy rằng là nền nông nghiệp mà của nhiều địa phương vẫn còn đang gặp những khó khăn trong cái quá trình phát triển và ở đó thì đòi hỏi cái vai trò của người lãnh đạo rất là lớn và người lãnh đạo thì cần phải lăn xả với người nông dân. Cần phải, thậm chí là cần phải có những cái sự hy sinh và hiểu người dân và phải có cái sự sáng tạo. Nhưng mà phải chăng thì điều này nhiều địa phương đang chưa làm được, đúng không ạ? Hai cái yếu tố, hai cái khó khăn rất lớn mà chính mình phải vượt qua. Một ấy, là cái tư duy về cái phát triển nông nghiệp trong đội ngũ cán bộ, kể cả cán bộ tỉnh, cán bộ huyện và cán bộ cơ sở. Và làm sao ấy là người lãnh đạo phải giúp được cái đội ngũ cán bộ thay đổi được cái tư duy, một cái cách nhìn về phát triển nông nghiệp. Và từ cái đó thì mình phải làm tư tưởng để tạo ra một cái sự thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị. Và cả hệ thống chính trị vào cuộc thì mới làm được tư tưởng với người dân, mới làm cái công tác dân vận để người dân hiểu được và người dân nhìn thấy được cái hiệu quả kinh tế mà người ta đã làm, thực hiện các cái chủ trương đó và người ta tập trung ra. Trong những năm qua là phải tính, có thể nói là phải tính từng đồng ngân sách và để hỗ trợ làm sao mà đến cho từng hộ để tạo ra một cái động lực. Cho nên là có những cái chính sách của Sơn La gần đây là chính sách hỗ trợ nông nghiệp chỉ ban hành và thực hiện trong một năm. Năm 2045 thì Việt Nam đang hướng đến là một đất nước công nghiệp. Vậy thì nền nông nghiệp ở đâu trong cái bức tranh phát triển tổng thể này? Và theo ông thì từ bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị những cái chính sách và cái sự phát triển như thế nào của nền nông nghiệp từ bây giờ cho đến năm 2045 ạ? Tôi nghĩ rằng là với cái chiến lược như vậy thì phải quan tâm hai cái khâu rất là lớn, hai cái nội dung. Một ấy là cái quy hoạch vùng sản xuất và quy hoạch cây sản phẩm. Cái này đánh giá lại cái thời gian qua đến bây giờ, tôi nghĩ rằng có một số cái yếu tố mà cho tổng kết đánh giá lại là quyết định được rồi, lựa chọn cây gì và vùng sản xuất gì để nó tạo ra cái sản phẩm lớn và phải gắn được với cái thị trường thế giới. Thì tôi có một cái đề nghị rất thiết tha là nhà nước phải tiếp tục có cái chính sách để hỗ trợ cho các cái tập đoàn kinh tế đầu tư các cái nhà máy chế biến và ký liên kết với các cái hợp tác xã để làm cái công tác giúp nhân dân chế biến các cái sản phẩm nông nghiệp. Mà chế biến các cái sản phẩm nông nghiệp hiện nay trong cái điều kiện hình thành và phải nhập vào cái chuỗi sản xuất toàn cầu thì đối với các tập đoàn kinh tế cũng rất khó khăn. Để nông nghiệp Việt Nam mà
thực hiện được cái nghị quyết đại hội đến năm 2025-30 thì tôi nghĩ rằng phải tập trung vừa hỗ trợ nhưng mà vừa tạo điều kiện cho các cái tập đoàn kinh tế giúp các hợp tác xã đầu tư các cái nhà máy chế biến tham gia được cái chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Xin cảm ơn ông ạ.